Ai gọi nhỉ? Đồ dao à? Đồ gì vậy? Không phải đồ của ba đâu. Vi chờ xin xíu nhé. Ôi, chị với Vi nấu cơm để cho ba ăn nhé. Chờ ba về không nấu cơm cho ba ăn nhé. Đây, đến ăn. Chị, đây em có đồ dao á, đồ gì á? Em cũng không biết nữa, em bảo đơn hàng cho chị. Dạ vâng, em cảm ơn nhé. Em cảm ơn. Bây giờ đồ gì này? Ngồi đây nhé. Ngồi đây bóc xem là cái gì nào. Bóc là cái gì nào? Ừ. Hình như là bạn chị gửi đồ đến. Đây là đồ. Là bạn chị gửi lên đấy. Để mà không phải ba đâu. Không phải đồ của ba đâu. Thôi bây giờ ngồi ra đây này. Ngồi đây để chị cất đồ. Chỉ là đồ quần áo của chị thôi. Ngồi đây đây, chờ chị cắt đồ nhé. Cắt đồ chị tìm chỗ này. Chờ chúng chị bước thôi nha. Đi ra kia với chị nào. Chờ chúng chị bước về con. Nào Vi. Chị nó ra về rồi. Đừng buồn nha. Vi đừng buồn nha. Về ra kia ngồi nha. Chờ thêm một xíu nữa thôi ba về nhé. Ba về xong ba mua quà cho. Ba bảo là ba mua nhiều quần áo cho Vi lắm. Ừ. Ngồi đây. Ngồi đây nhé, ngồi đây chờ chị tiệc đồ nhé. Đừng có buồn nữa. Chào ba. 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 Ch
Lần sau là ba về thật đấy. Thì ba về ba buồn ấy. Bị thần công à? Nhà đi. Chứ ba về rồi mà. Phải vui lên chị. Không khóc nè. Nhìn đi. Vui lên. Ba về mà phải vui lên chứ. Nhìn đi. Lấy chơi ngoan nhé, không có khóc nữa nhé. Thank you.
tiếp này. Ôm nhỉ, ôm nhỉ, như kiểu như ấy nhỉ, lâu ngày nữa nhỉ, 15 ngày rồi đó. Nhiều quá. 3 ngày. Nhắc bố về một cái là sắm hoa sắm nắng, hôm qua còn bị nhầm. Đây, ba đây nhá, đây kìa. Quà nhá. Đồ đi nha. Đi này. Thấy chưa? Còn đồ mới này. Wow. Nhiều lắm. Đấy, rất nhiều bộ đẹp. Đây. Bộ đây đó, nhiều bộ nhá. Nhiều bộ quần áo đẹp nhá. Đi nhá. Úi giời, nhiều chưa? Đây. Tao vừa mặc luôn nha Vi nha. Đây, quần áo của Suka đây. Suka với chị đây. Đồ mới nhá. Đấy, đây, đây đi lên đây. Đi lên nào. Đây. Đi đây này, đi nha, nhiều bộ nha, rất nhiều bộ quần áo mới nhá. 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 Quá nhiều luôn. Nhá. Vì thích à? Hả? Đẹp chưa Vi ơi? Đây này, đi này, bánh này. Wow. Nhá, rất nhiều bánh xoài như đấy nhá. Đây, cái bánh này. Đây. Cao nhá. Đây. Ngon nhá. Đẹp chưa? Như chú rể luôn này, Vi ơi. Đây, 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 đây. Đây, này bóc hàng này cho Vi ơi. Đây. À, chờ ba ba ngày rồi ăn quà ba. Ngắn nhỉ. Chán ngon lắm. Ngon không? Anh chỉ cần nói với Suka một chút đó. Món bánh này nữa. Đây. Để bơ 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 mày đây này. Cái gì là bánh nhá. Em ăn bánh xoài. Nhá.